Thưa quý vị, Tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, cái tên từng gắn liền với nhiều nhân vật gây xôn xao mạng xã hội và cùng với đó là hàng loạt ồn ào, những câu chuyện bí ẩn. Thời gian qua, những sự thật kinh hoàng đằng sau nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An dần được phơi bày và khiến dư luận đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo hồ sơ tư pháp, trong vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai năm 1975, ông Lê Tùng Vân rời quê nhà ở An Giang và cùng với bà Lê Thu Vân, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, lên quận 6, thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Năm 1990, ông Lê Tùng Vân tự lập ra trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tự phong mình làm giám đốc, tự xưng pháp danh là Hòa Thượng, có lúc Đại Đức, Thích Tâm Đức. Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức luôn có hàng chục người lưu trú, được ông Lê Tùng Vân giới thiệu là người già cơ nhỡ, trẻ mồ côi do ông nhận về nuôi dưỡng. Hoạt động của trại này mang nhiều tai tiếng, hoài nghi liên quan các vấn đề nhân đạo và từ thiện xã hội, pháp luật về lưu trú, nhân thân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy mà Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM vào cuộc và kết luận cơ sở của ông Lê Tùng Vân hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi bất chính từ các nhà hảo tâm. Đến tháng 7 năm 2007, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định chấm dứt hoạt động của trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân bán toàn bộ đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh rồi cùng nhiều người đến ở nhà của bà Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Lê Tùng Vân đặt tên ngôi nhà là chùa Bồng Lai, Tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Trong nhà trang trí rất nhiều tượng Phật giống nơi thờ tự của Phật giáo. Ngành chức năng tỉnh Long An nhận định trong thời gian qua tại hộ bà Cao Thị Cúc có yếu tố lợi dụng tôn giáo và lợi dụng trẻ em để vận động, kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi. Tại Tỉnh Thất Bồng Lai, nhóm người do ông Lê Tùng Vân cầm đầu không có hoạt động lao động nào để có thu nhập. Họ thường xuyên đóng cửa và ở trong nhà, không giao lưu với hàng xóm láng giềng. Người ra vào Tỉnh Thất Bồng Lai đều từ nơi khác đến. Ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc, người đang thụ án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tuyên bố nuôi trẻ mồ côi. Tuy nhiên, trong 8 trẻ sinh sống và được khai sinh tại đây, có đến 6 em có mẹ ruột sống cùng, không rõ người cha. Có 2 người trong số phụ nữ là mẹ của 6 trẻ em này có kết quả xét nghiệm ADN của Bộ Công an khẳng định là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân. Nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã quyên góp tiền và quà cho nhóm người ở Tỉnh Thất Bồng Lai, nhưng nhóm này cũng sử dụng vào mục đích khác so với mục đích kêu gọi từ thiện ban đầu. Ngày 2 tháng 7, Lê Thanh Nhất Nguyên, đồng phạm với Cao Thị Cúc và đang thụ án với hình phạt 4 năm tù, là một trong 26 đệ tử của ông Lê Tùng Vân, bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian ở Tỉnh Thất Bồng Lai. Theo hồ sơ, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tại quán cà phê trên địa bàn xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa ghi nhận Lê Thanh Nhất Nguyên đi cùng mẹ ruột là Lê Thu Vân và em gái ruột Lê Thanh Kỳ Duyên nhận tiền từ thiện của một cá nhân với số tiền là 100 triệu đồng. Khai nhận với Công an huyện Đức Hòa, Lê Thanh Nhất Nguyên thừa nhận đây là số tiền quyên góp từ lòng hảo tâm của nhiều người. Tuy nhiên sau đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An do đang tập trung điều tra nhóm người Tỉnh Thất Bồng Lai phạm tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nên vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tạm đình chỉ điều tra. Như vậy, đối với tố cáo của nhiều tổ chức cá nhân về nhóm người ở Tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu với 3 tội danh, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều đã được xác định là có. Hiện nay, cơ quan tố tụng hình sự tỉnh Long An đang trong quá trình điều tra đối với 2 tội danh loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sáng 14 tháng 7, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận báo cáo nhanh từ Công an quận Gò Vấp. Theo đó, căn nhà bị cháy nằm trong hẻm 497 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà được xác định là một cụ bà 93 tuổi là chủ căn nhà bị cháy và 2 con, là một người đàn ông 52 tuổi và một phụ nữ 58 tuổi. Theo điều tra ban đầu, vào lúc hơn 23 giờ ngày 13 tháng 7, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp nhận tin báo nhà dân xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng điều xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Xác định có người bị mắc kẹt bên trong nên lực lượng đã triển khai các biện pháp đồng bộ chữa cháy và cứu người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được dập tắt lúc 23 giờ 12 phút cùng ngày, ngăn không để cháy lan các căn nhà lân cận.
Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện 3 nạn nhân tử vong. Người phát hiện đám cháy đầu tiên là người đàn ông 45 tuổi. Theo lời kể của ông này, khoảng 2-3 giờ kém khuya 13 tháng 7, ông đang xem TV thì nghe tiếng nổ lớn, chạy ra thì thấy căn nhà đối diện đang cháy dữ dội. Ông cùng nhiều người dân khu vực đã sử dụng khoảng 20 bình chữa cháy để chữa cháy, nhưng bất thành. Nhà dân bị cháy có tổng diện tích khoảng 56m², gồm một trệt và một lầu, có lối thoát nạn thứ hai ra ban công tại tầng 2 căn nhà. Diện tích cháy khoảng 20m² trên tổng số diện tích căn nhà 2 tầng. Vị trí cháy ban đầu nhận định tại tầng trệt. Theo thông tin ban đầu từ những người dân xung quanh và tại hiện trường vụ cháy, công an ghi nhận trước khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đều nghe tiếng nổ lớn. Khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận cửa cổng bằng sắt của căn nhà xảy ra cháy bị cong vênh, từng gạch bị sụp đổ, mảnh cửa kính văng ra xa khoảng 15m. Chất cháy chủ yếu là các vật dụng trong căn nhà như dây điện, xe máy, máy móc, bàn ghế. Nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết ghi nhận có dấu hiệu xảy ra một vụ đổ lớn tại tầng trệt của căn nhà này. Tuy nhiên, các công tác điều tra làm rõ đang được khẩn trương triển khai. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan trong các bản tin sau. Mới đây, một chủ tài khoản Facebook đã đăng tải một video clip ghi lại cảnh một xe địa hình chở du khách được cho là ở khu du lịch Bầu Trắng tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cách Mũi Né 30 km, có hành động rất dễ gây nguy hiểm cho du khách. Theo đó, đoạn clip hơn một phút ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô địa hình 4 bánh, chở phía sau hai cô gái chạy với tốc độ nhanh vượt trên các đồi cát. Điều đáng nói, ngoài chạy tốc độ nhanh, người điều khiển xe mô tô trong hầu hết thời gian còn chạy nghiêng hai bánh biểu diễn, nhằm gây cảm giác mạnh cho du khách ngồi trên xe và cả sự phấn khích cho những du khách đang xem. Trước sự việc này, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình yêu cầu báo cáo vụ việc. Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh gửi Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề cập trên mạng xã hội có đưa hình ảnh clip một xe mô tô thể thao 4 bánh chuyên chở khách nhưng tài xế chỉ chạy 2 bánh trên đồi cát ở Bầu Trắng. Theo nội dung công văn, dù có khách trên xe nhưng tài xế vẫn biểu diễn. Thay vì chạy 4 bánh thì tài xế điều khiển xe nghiêng một bên, chỉ chạy bằng 2 bánh và phóng như bay trên đồi cát. Sau khi tài khoản này đăng tải clip trên mạng xã hội, nhiều người vào bình luận tỏ ra ái ngại vì chạy như vậy rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn cho du khách. Ngay trong ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình đã có báo cáo đến Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Báo cáo nêu rõ, hình ảnh của clip được đưa lên mạng xã hội thể hiện chiếc xe chạy 2 bánh, chở 2 người phía sau, trên đồi cát ở Bầu Trắng, xuất hiện từ tháng 8 năm 2023. Chiếc xe này do Huỳnh Văn Lanh, nhân viên cơ sở kinh doanh du lịch Minh Thái điều khiển. Người ngồi phía sau là em ruột và người bạn của ông Lanh, chứ không phải du khách. Thời điểm đó, khi phát hiện vụ điều khiển xe mô tô thể thao 4 bánh nhưng chỉ chạy 2 bánh, Ban Quản lý Khu Du lịch Bầu Trắng đã nhắc nhở. Sau đó, cơ sở kinh doanh du lịch Minh Thái đã cho nhân viên này nghỉ việc vì không tuân thủ các quy định khi điều khiển xe trên đồi cát. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, ngày 12 tháng 7 vừa qua, hình ảnh clip này lại được một tài khoản đưa lên mạng xã hội, khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, lo lắng cho du khách đến trải nghiệm đồi cát ở Bầu Trắng. Công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình kiến nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, các sở ngành liên quan xem xét động cơ, mục đích của việc đăng tải clip để không gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh Bình Thuận nói chung và khu du lịch Bầu Trắng nói riêng. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình cũng kiến nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận yêu cầu chủ tài khoản tháo gỡ hình ảnh vụ điều khiển xe mô tô chuyên dụng chạy 2 bánh ở Bầu Trắng trên các trang mạng xã hội.